Ngày hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các bạn cách làm cái bài đếm sản phẩm ở trên dùng phần mềm Tia Portal lập trình cho con S7 1200. Sau đó chúng ta sẽ mô phỏng cái hệ thống đấy bằng phần mềm Factory.io nha, Factory.io đấy. Thì đầu tiên là thầy sẽ mô tả hệ thống này. Thì hệ thống này chúng ta các bạn sẽ có một cái băng truyền ở trên này này, là băng truyền K2 này. Đấy, băng truyền này là chuyên vận chuyển sản phẩm, sản phẩm. Đây, các cái sản phẩm nó xếp đứng ở trên này. Cái băng truyền quay thì sản phẩm sẽ được truyền đến đây và nó sẽ rơi xuống, rơi xuống thì rơi qua cảm biến S2 đây. Đấy. Thế xong ở phía dưới thì có cái băng truyền thứ hai là băng truyền chuyên để vận chuyển thùng, thì băng truyền vận chuyển thùng thì có nhiệm vụ là chuyển thùng đến đúng vị trí cần thiết để hứng vật. Thế khi mà vật rơi đủ, giả sử như 5 sản phẩm ở trong thùng thì băng truyền sản phẩm băng truyền thùng lại truyền đi. Còn tất nhiên là khi mà băng truyền thùng mà truyền đi rồi thì băng băng truyền sản phẩm nó phải dừng lại, được chưa? Bài này chúng ta rất là quen thuộc rồi. Thì các bạn chú ý là chúng ta sẽ có thêm một con cảm biến vị trí thùng ở đây nhá. Thì bây giờ chúng ta sẽ triển khai bài này như thế nào. Thì đầu tiên là các bạn sẽ khởi động cái phần mềm Tia Portal lên nhá. Khởi động lên thì cái phần khởi động lâu rồi. Thì thầy cứ hướng dẫn cho các bạn nhá. Các bạn có điều kiện dùng Tia Portal thì sẽ thấy rất là tuyệt vời đấy. Bạn là Browse này thì các bạn phải chọn cái template của cái Factory.io này thì mới được nhá. Browse này, chọn template cho nó. Cái này các bạn download ở trong cái trang web của Factory.io ấy. Open ra. Thì đây là sau khi tạo ra một project mới thì các bạn sẽ có cửa sổ này này. Các bạn chỉ cần bấm Open the Project View thôi. Rồi đây này, các bạn có đây rồi thì các bạn viết chương trình này. Cái phần mềm này ban đầu các bạn nhìn thấy nó hơi rắc rối nhưng mà làm quen một vài lần thì thấy nó đơn giản lắm. Bấm vào cái chỗ này để nó to ra, rồi sau đó chúng ta vào chỗ để viết chương trình này. Bấm vào Program Block này. Program Block. Bấm vào Main này. Nhấn kép vào. Đây đây là giao diện đầu tiên mà các bạn sẽ gặp nó như thế này này. Thì các bạn chú ý ở trên này là nó sẽ có một cái network một này là mặc định như thế nhá. Network này để chúng ta giao tiếp với phần mềm Factory.io bên kia nhá. Đừng xóa đi là không giao tiếp với phần mềm mô phỏng Factory.io đâu. Đấy. Thế mà chúng ta bắt đầu viết lệnh vào đây. Và để viết cái gì ấy, thì tốt nhất là chúng ta nên thiết lập cái hệ thống phần cứng nhá. Tức là các cái mạch điện rồi các cái cơ cấu cơ khí, sau khi thiết lập xong thì ta bắt đầu mới 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 lập trình nhá. Bây giờ thầy sẽ quay sang phần mềm Factory.io để thầy vẽ phần cứng cho nó. Đây, đây là cái giao diện của Factory.io đây. Bạn vào New này. Sau đó vẽ thôi. Ví dụ như là ở đây chúng ta sẽ cần một cái băng tải. Có hai cái băng tải đúng không? Chúng ta cần hai cái băng tải. Đấy, hai cái băng tải lấy ra. Thầy lấy một cái 6 mét với cả một cái lấy một cái 4 mét. Thì cái băng tải này mình quay ngang vào chứ. Được chưa? Quay ngang thì các bạn chọn nó này, xong rồi bấm nút nào nhỉ? À bấm nút Y, Y dài ấy, bấm nút Y dài nó sẽ quay ngang. Thế thôi, nó di chuyển nó cho vào, cứ cho vào giữa cái băng tải này đi. Đấy. Và tất nhiên nó phải mình phải cho nó cao lên một chút. Mình muốn cho nó cao lên thì giữ nút V xong kéo nó lên. Cao lên để nó rơi xuống nhá. Thế nó còn rơi xuống ý. Đó. Thế đó. Thế là hai cái băng tải. Thì hai cái băng tải xong rồi này. Thì mình tạo ra một cái cơ cấu tạo ra cái thùng
ở dưới này, coi như là công nhân người ta cho cái thùng vào, thì cái cơ cấu này là chuyên tạo ra các vật thể ở trên trong cái mô hình. Sẽ bắt đầu tạo ra vật thể ở đây. Còn vật thể nào ấy, tạo ra cái vật thể nào thì các bạn bấm chuột phải vào thì chọn ở đây là nó tích vào palette, square palette, tức là nó thêm một cái được rồi, thầy cứ để đây cho các bạn đấy. Các bạn bỏ những cái dấu tích này, cái chỗ này này, và chọn cái này nhé, stack box. Thì chúng ta chạy mô phỏng thử này. Đấy, thì thấy rằng là nó tạo ra một cái palette ở dưới và một cái hộp ở trên nhá. Còn mình không thích cái palette ở dưới thì mình chọn này, bỏ cái này đi. Đấy, chưa, bỏ đi, xong chạy mô phỏng. Đấy, thì nó chỉ tạo ra cái hộp không thôi, được chưa? Cái hộp này sẽ đựng sản phẩm từ trên này rơi xuống, ở trên cao rơi xuống. Thì bây giờ mình sẽ tạo ra một cái đây, tạo ra chỗ để tạo sản phẩm V này, giữ V này, kéo nó lên. Các bạn để ý cái lưới nó chạm vào cái bề mặt là được nhá, kéo vào xong là ấn nút Y xoay nhá, xoay cho chuẩn vào. Bây giờ là tạo ra cái gì, bấm chuột phải này. Cái này bỏ palette đi, bỏ palette, ta tạo ra sản phẩm đi. Cái màu xanh, một cái màu xanh dương, một cái màu ấy này đi, xem nào. Thế thì đấy, là ta tạo ra sản phẩm. Bên này tạo ra thùng, chưa, thùng nó sẽ phải chạy đến đây này, nó sẽ chạy hết băng chuyền này nhá. Thì nó chạy đến băng chuyền này thì cuối băng chuyền thì ta làm thêm một cái chỗ để nó trượt xuống. Ta làm thêm cái chỗ để trượt xuống, ấn Y nhé để xoay. Đấy, ta làm một cái chỗ để trượt xuống, và đây nó trượt xuống đến cuối này, này thì nó sẽ tự mất đi, thì coi như là trượt xuống cuối sẽ có một công nhân người ta đến, người ta bốc đi, thì ta cho cái phần cái này vào đây thì coi nó sẽ tự bốc đi, nó sẽ tự mất đi. Thì trên băng chuyền này còn cái gì nữa, chúng ta sẽ sử dụng một cái cảm biến ở đây để thùng của nó đến đây ấy. Thì cảm biến nhìn thấy thùng gửi về cho PLC, thì PLC ra lệnh cho cái băng chuyền này dừng lại. Thì ta sẽ dùng một cái cảm biến, dùng cái cảm biến này cho ra đây, xong rồi kéo nó lên, kéo lên đúng mặt phẳng này. Xong là kéo cảm biến nó vào đây, xong rồi xoay nó, xoay. Nó ở xa quá thì cho dịch sang bên trái đi. Chưa? Đấy, thì thùng nó sẽ đến đây thì nó dừng lại, và chúng ta sẽ có một cái cảm biến ở trên này nhá, cảm biến ở phía trên này để khi nào mà vật rơi qua thì nó nhìn đấy. Cái này mắc à, kẹt kéo đi ra ngoài. Nó gì vậy, gì vậy? Đó, cho xoay ra. Cho gì cảm biến đằng sau này. Thì khi nào mà vật nó đi qua đây thì nó sẽ cảm biến này sẽ nhìn thấy, cảm biến số 2 sẽ nhìn thấy. Hệ thống của chúng ta như thế. Bây giờ chúng ta sẽ thêm một cái tủ điện lắp vào đây để
coi như là ta mô phỏng cái việc PLC thì phải được gắn nó trong túi điện chứ, không thì để chơi vơi ở ngoài. Thì ở trong tủ điện này coi như là có PLC này, có khởi động từ này, được chưa? Thế còn ở ngoài thì ta lắp thêm một cái nút bấm, nút start stop. Bấm nó lắp thêm cái nút màu đỏ nữa là nút stop. Giữ V. Thì sau khi lắp đặt xong ấy thì ta sẽ tiến hành kết nối giữa cái phần mô phỏng này với cả cái phần chương trình lập trình của chúng ta. Đấy. Thì muốn làm được như thế thì ta phải quay lại cái TIA Portal này này. Nhá, quay lại TIA Portal. Nhá, thì các bạn phải tạo ra con PLC ảo. Nhá, tạo ra con PLC ảo bằng TIA Portal này. Thì tạo ra thì các bạn bấm vào Start Simulation này. Sẽ tạo ra con PLC ảo đó. Ok. Đây, chỗ này các bạn bấm chữ load thôi. Đó. Nạp chương trình vào con PLC ảo này. Bấm load để nạp chương trình vào con PLC ảo. Rồi. Đến đây thì các bạn chỉ cần cái chỗ no action này. Các bạn chọn nó. Chọn start module, tức là chạy cái con PLC này luôn. Bấm finish. Và nếu mà các bạn không chọn đây ấy, thì các bạn ra đây các bạn bấm run là được. Đấy, đây là con PLC ảo này đã chạy rồi. Bây giờ ta lại quay lại Factory IO để ta kết nối với cả cái kết nối cái phần mô phỏng với cả đây lên đây nhá. Thì coi như cái phần này này, con PLC ảo này nó ở trong cái tủ điện này, này. Nhá, ta kết nối bằng cách vào file này, chọn driver này. Các bạn chọn đây là Siemens S7 PLC SIM. Ở đây thầy chọn sẵn trước rồi cho nên nó sẽ tự động connect. Còn nếu các bạn chưa kết cấu hình ấy, thì các bạn vào đây này, bấm vào đây cấu hình. Cấu hình đơn giản như thế này thôi. Chọn S7-1200 này, sau chọn Auto Connect. Để mỗi lần mình vào phần connect này nó sẽ tự kết nối cho mình. Để chúng ta đợi một chút để nó connect. Khi mà connect xong ấy được ấy, thì chỗ này nó sẽ hiện một cái dấu tích màu xanh ở lên đây. À đây này, nó lên rồi đây. Đấy, xanh lên rồi thì tức là con PLC ảo này đã điều khiển được cái Factory IO rồi. Bây giờ ta kết nối chân. Nhà ta kết nối chân. Ví dụ như là ở đây ta có nút Start button này. Nút Start button này. Ta sẽ nối vào chân I0.0. Stop button ta nối với I0.1. Ta có cảm biến thùng, tức là cảm biến ở băng truyền dưới ấy, ta nối I0.2. Cảm biến băng truyền trên ta nối vào I0.3 nhá. Thì ở đây chúng ta có hai cái băng truyền. Băng truyền trên ấy thì nó là băng truyền vật, thì nối vào Q0.0 nhá. Rồi băng truyền thùng ta nối Q0.1. Ta kiểm tra cái hình xem đúng không. Nhầm rồi. Băng truyền vật thì là K2 là Q0.1. Còn băng truyền thùng thì mới là Q0.0. Chúng ta làm theo cái bài trước thì ta đổi ngược lại thôi. Băng truyền thùng Q0.0, băng truyền vật Q0.1. Ta xem là cảm biến S2 là cảm biến ta xem cái sơ đồ này. S2 là cảm biến vật, I0.3 I0.3 cảm biến vật là I0.3. Ở đây đúng rồi, I0.3. Và cảm biến thùng I0.2. Đúng rồi, stop button I0.1. Đây nút off nha. Nút start là I0.0, đúng rồi. Đấy, ta kết nối xong.
Đấy, mình kết nối xong và các bạn chú ý là cái nút stop button này nó là thường thường đóng nhé. Đấy, cho rằng trong khi lập trình ta phải chú ý chỗ đấy. Đấy, thế kết nối xong thì ta quay lại đây thôi. Đấy, quay lại đây. Bây giờ ta chạy bộ phòng thử này. Thì nó cũng chưa có gì xảy ra, băng truyền nó chưa chạy bởi vì con PLC này chưa có chương trình mà. Bây giờ ta viết chương trình cho PLC. Viết đây, ví dụ như là ấn start thì băng truyền chạy. Đấy, ta cho đấy. Đấy kép vào. Ôi cái này thường cái nào. Đó, ấn start băng truyền chạy. Ấn start là quy à 0.0. Cái này là cái băng truyền phía dưới là Q0.0 đúng không? Băng truyền phía dưới à, băng truyền 6m này này, băng truyền dưới là Q0.0 Q0.0 đấy, ta thêm cái duy trì cho cái việc quy không trong không này duy trì quy không trong không ngoài chỗ này ngóc lên. Chúng ta test thử đi và nạp chương trình vào, bấm nút này này, ta đã chạy con PLC ảo rồi thì bây giờ ta chỉ cần bấm nút này và nạp chương trình vào thôi. Làm chương trình mới là con PLC ảo này. Bấm lốt này. Rồi, chương trình đã làm, ta xem Factory Yo là chạy nào. Chạy mô phỏng này. Bấm nút Start này. Đấy, là cái băng truyền nó chạy. Được chưa? Nhả tay ra thì băng truyền nó vẫn chạy bình thường. Đây là xong cái phần nút start thì băng truyền chạy. Giờ ta viết tiếp. Băng truyền dừng khi mà cái thùng này nhìn thấy cái cảm biến này. Cảm biến này cảm biến S1 tức là Y0.2. Khi mà Y0.2 bằng 1 thì cái thùng nó dừng. Ta cho vào đây Y0.2 bằng 1 thì thùng dừng. Ta phải cho nó là thường đóng ở đây. Y0.2. Ta test thử này. Nạp chương trình này. Rồi làm xong người ta lại quay về Factory do chạy mô phỏng dừng. Đấy, cái thùng của nó dừng đấy. Chưa, thùng của nó dừng rồi đấy. Ừ. Nhưng chúng ta thấy nó hơi dừng hơi quá thì vậy ta có thể chuyển cái cảm biến dịch sang bên này một tí. Chạy dừng start này. Đó, dừng đúng chỗ này, được chưa? Thế bây giờ tiếp tục thì đâu rồi, con chuột được thấy đâu rồi, đây rồi. Thì là ta viết tiếp chương trình. Bây giờ khi mà băng truyền nó dừng ấy thì băng truyền trên nó phải chạy. Đấy, băng truyền trên chạy thì tức là cái thằng Y0.2 này, cái thằng cảm biến ở đây này nó sẽ kích hoạt cái thằng băng truyền trên. Đó, thế thì ta tạo ra một cái nét đuôi khác là Y0.2 Q0 bấm nhầm rồi. Đây, ta tạo ra một cái nét đuôi thứ hai này. Cái này là Y0.2 thì kích hoạt thằng Q0.1 Q0.1 là kích hoạt nó lên. Đấy, ta lại chạy mô phỏng à, nạp chương trình quên load
Mình lại bật theo factory on lên. Mình chạy lại từ đầu đi. Bên đây thì dừng. Cái thằng kia chạy ngược. Cái thằng kia chạy ngược đúng không? Chạy ngược chúng ta chỉ cần xoay cái băng truyền lại thôi. Đây phải xoay cái băng truyền lại. Xoay. Chạy này. Start này. Cái này có rơi đúng vào thùng không? Ôi rơi ra ngoài rồi. Rồi thế thì ta lại làm lại. Cho dịch cái băng truyền này vào. Start này. Một, hai. Đấy. Bây giờ việc còn lại là ta phải đếm sang gì đúng không? Đếm cho nó. Ta đếm cho nó đủ 5 sản phẩm thì con chuyển dưới nó chạy đi. Thì bây giờ đếm như nào? Thì bây giờ chúng ta sẽ dùng một bộ đếm. Ta sẽ dùng một bộ đếm đây. Ta sẽ tạo ra bộ đếm ở sau đây cái này thừa. Ta sẽ tạo ra bộ đếm ở network 4 này. Thì bộ đếm thì các bạn lấy ở phần bên này này. Instruction này. Các bạn bấm vào chỗ counter này, còn chọn CTU là bộ đếm lên, CTD là bộ đếm xuống, CTUD là sẽ cả đếm lên cả đếm xuống. Giờ ta lấy ra bộ đếm lên thôi. Rồi chúng ta lấy bộ đếm ra nha, lấy CTU ra này. Đó. Rồi, ok rồi. Đấy, thì ở đây bộ đếm là các bạn sẽ thấy là bộ đếm này sẽ có 1 2 3 đầu vào và 1 đầu ra, được chưa? Thì chính xác là chỉ có 2 3 đầu và 2 đầu vào thôi nhá, đầu CU và đầu R và đầu ra là Q. Còn cái PV này, cái PV là các bạn đặt giá trị muốn đếm nhá. Các bạn ví dụ đặt đến 5 thì nó cái bộ đếm này nó sẽ đếm số xung vào chân CU này đủ 5 xung thì đầu ra Q này nó sẽ bằng 1 nhá. Đầu ra Q nó sẽ bằng 1. Còn khi mà bộ đếm mà cần phải reset lại thì ta sẽ cho chân R này bằng 1 thì bộ đếm nó sẽ reset lại, được chưa? Đấy, thế thì ta sẽ quay bộ đếm muốn reset lại ấy, thì ta phải làm thế nào? Bộ đếm muốn reset lại là khi mà cái băng truyền này nó đến đây rồi, được chưa? Thì là S2 đúng không? Nhưng khi mà thùng đầy ấy, nó truyền đi, thùng đầy truyền đi thì cái cảm biến 1 này nó sẽ bằng 0, đúng không? Còn không thế thì lúc đấy là chúng ta sẽ reset lại bộ đếm. Tức là khi mà S1 bằng 0, tức là cái năng S1 này này, Y0.2 bằng 0 nha, thì Y0.2 bằng 0 thì ta reset lại. Thế thôi. Thế như vậy, vậy ta làm thế nào? Y0.2 bằng 0 thì ta reset lại bộ đếm. Được chưa? Thì ta sẽ cho đây sẽ là một cái tiếp điểm thường đóng vào đây, không thì ghi luôn, ta sẽ cho tiếp điểm thường đóng vào đây này. Đấy. Cái này là Y0.2 nhá. Nhưng mà
Bởi vì reset chân reset này này, bàn chân reset nó phải bằng 1 thì nó mới reset cái bộ đếm. Còn nếu mà y 0.2 bằng 0 ấy thì cái tăng này nó sẽ bằng nó sẽ không, nó sẽ bằng 0 ấy. Thì chỗ này nó sẽ không bằng 0 rồi thì ta phải đảo nó lại. Làm cái này nhá. Đấy, nó sẽ reset lại bộ đếm. À, còn khi mà đầu ra Q này, tức là bộ đếm đếm đến 5 thì đầu ra Q nó sẽ bằng 1. Đấy, đầu ra Q bằng 1 thì ta cho nó vào biến, một cái biến điện là m0 m0.0 đi. Cái biến điện này này thì làm gì, để làm gì, để ta kích hoạt lại cái ta kích hoạt lại cái băng truyền thùng ở dưới nhá. Ta kích hoạt lại thì ta cho cái vào đây, thêm một nhánh vào đây, thêm cái băng đây là m0 0.0. ok, đấy thì ta nối nó vào đây nhá. Không nối vào đây được, bởi vì lúc này khi 0.2 thì ta bằng bằng 1 mà, thì nó bị ngắt cái chỗ này mất rồi. Chúng ta phải nối vào đây thì băng truyền thùng mới được kích hoạt, kéo lên. Đấy, nhấn chỗ này giữ và kéo lên đây nó sẽ tự nối. Đấy, thế thôi, còn cái gì nữa chúng ta test thử này. Thì khi mà ta chú ý thêm là khi mà cái m0.0 này kích hoạt cái thằng q0.0 này băng truyền thùng này thì cái m0.0 nó phải ngắt cái thằng tức là băng truyền thùng mà chạy ấy, thì băng truyền cái băng truyền vật thì phải dừng lại, đúng không? Thì ta cho một cái này là q0.0 rồi, cái thằng này chạy thì thằng kia dừng nha. Chúng ta test thử này, chạy mô phỏng. Vì băng truyền thùng mà chạy đi thì băng truyền vật thì không thể quay được, quay nữa thì lại đẩy vào xuống đất rồi, đúng không? Xem có lỗi gì không, một error có lỗi gì đây, xem lỗi ở đâu đây. IEC counter. Đây thầy quên mất là cái chỗ này, cái chân đếm ấy thì ta phải đếm cái gì, đúng không? Vậy là đếm cái gì thì ta đếm cái số vật chạy qua cái cảm biến này. Vậy là mỗi lần cảm biến nó sẽ bằng 1, được chưa? Thế thì bộ đếm nó sẽ đếm, thế vậy là nó y0.3, được chưa? Đó, thế thì mỗi lần y0.3 bằng 1 thì bộ đếm nó sẽ đếm. Đây chỗ này ta thêm y0.3 vào đây để nó đếm y0.3 số vật chạy qua, được chưa? Biên dịch và nạp chương trình vào, mình xem có lỗi không. Đấy, hết lỗi rồi, đây này xanh này ra. Đấy, hết lỗi error không load. Rồi ta chạy thử bên này start. Ủa, chưa bấm nó sẽ chạy gì à? Dừng. Một. Hai. Và đây mỗi lần vật chạy qua là có đèn này. Bốn. Năm. Ô, chưa kịp nó sẽ chạy rồi. Ồ, thiếu mất một sản phẩm rồi. Bốn cái này chạy năm. Giờ chúng ta sửa cái lỗi này một chút thì ta có thể bỏ cái này đi này. Bởi vì khi mà băng truyền trên nó chạy ấy, thì băng truyền dưới chạy, băng truyền trên dừng ấy, thì nó sẽ dừng ngay lập tức, nó không kịp đưa nốt cái cảm biến ấy. Thì ta có thể đây thì ta có thể chuyển cái cảm biến này vào đây, chuyển cảm biến ra hẳn ngoài đi, đúng không? Ra hẳn ngoài đi. Đây là vào vật nó ra ngoài nó mới rơi xuống. Ta test thử đi. Đúng không? Ừ, cho thấp xuống.
Ừ, đúng rồi, thấp xuống cũng được, thấp xuống một chút cho nó dịch sang này. Ừ, giữ V này cho nó thấp xuống. Đấy, để nó rơi xuống rồi thì ta test lại. Start này. Đây cảm biến nó phát hiện ra nha. Đấy đèn nó sáng này, ba cái rồi nhỉ, bốn cái nhỉ, năm cái. Đó, dừng chạy. Một, hai, ba, bốn, năm, ốp, sáu, bảy. Thừa sai đâu rồi, sai rồi. Sai rồi, đếm lại nào. Một. Hay là có cái nó không nhìn thấy. Xem cái này xem nào. Một, hai, ba, bốn, năm, ô, sáu, đến tiếp chết. Chúng ta sẽ không quan sát được lúc nào nó đếm đủ, lúc nào không ấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ vào cái phần monitor của con PLC. Chúng ta xem nó chạy đến đâu. Chúng ta sẽ biết ngay nó sai chỗ nào để ta sửa. Được chưa? Phần monitor của PLC đây. Thì để thầy thu nhỏ cửa sổ lại để chúng ta cùng nhìn. Monitor của con PLC đây. Ta thu nhỏ cửa sổ này lại, cửa sổ này không cần dùng, thu nhỏ lại, cửa sổ này thế. Cái thằng này mở rộng ra, lấy rộng ra một chút xíu. Đấy, bây giờ nó chuyển như thế này. Giờ chúng ta bấm vào cái kính nút này. Thì con trên cái mô hình này nó chạy thế nào, trên này nó sẽ thể hiện rõ như vậy. Chúng ta cùng xem nó chạy như thế nào, sai ở chỗ nào để ta sửa. À, bây giờ ta chạy này. Đây. Thầy bấm start này. Đúng chưa? Đúng rồi. Bấm start chưa? Đúng rồi nhỉ? Không chạy à? Tại sao lại không chạy vậy? À, để xem nó kết nối chưa. Này, bấm start này. Vậy là rất có thể cái bên này là chưa kết nối với nhau. Ta test thử lại. Kiểm tra lại cái driver này. Connect rồi đây. Ta nạp lại một lần nữa cho chắc. Nạp chương trình mới vào PLC cho chắc. Finish. Rồi, monitor lên này. Con này chạy lên này. Ủa lá nhầm không? Sao vậy? À đây chạy rồi. Đây cái này nó chạy đây. Đấy. Thì khi mà gặp với nó dừng lại đây, đúng không? Băng truyền dưới nó chạy này. Đến mấy giờ đấy?
3, đây số này, 4, 5, chạy đi. Rồi đến đây lại, nếu các bạn bật monitor lên thì các bạn sẽ chạy như thế này. Đấy, bật start này. Thì đấy, cái này đang dừng này, cái băng chuyền này đang chạy này. Đây Q0.1 đây, xanh này. Đó. Q0.0 Q0.2 là cái này này. Chạy rồi. Ta xem cái đường dưới này. Đấy, mỗi lần cái vật rơi qua cảm biến này. Đấy, nó xanh một cái thì thằng này đến với một. Được chưa? Anh các bạn nhìn thấy xanh là xanh này, xanh. Ô, cái này không xanh này, không xanh khả năng không đếm, lần này sẽ đếm chưa rồi. 4 5 đấy, thế quy trình là thế thôi.